Xin thân ái mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại kênh, youtube của Linh Một Nguyễn Hữu Lễ Thưa các bạn Hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2024 Tôi rất đau buồn ngồi đến đây Để làm cái ngày dỗ thứ 45 của người anh kết nghĩa của tôi là anh Đặng Văn Tiếp mà tôi có gửi anh Tiếp để bên tay phải tôi đây. Thưa các bạn, hôm nay tôi mang khăn tang cho người, bởi vì hàng năm đó vào ngày hai tháng 5 là cái ngày anh kết nghĩa của tôi cùng với tôi đã tổ chức cuộc vượt ngục bất thành tại trại thanh cẩm. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1979 và anh Đặng Văn Tiếp đã bị đánh chết. Trong khi thân thể tôi đã bầm dập tan nát rồi thì anh Đặng Văn Tiếp bị đánh chết tại chỗ và hung thủ đã giết chết anh Tiếp đó rất tiếc là không phải là một người cán bộ cộng sản mà là một người đại quý của quân lực việt nam cộng hòa làm trật tự trong tù và anh ta đã đứng về phía kẻ thù để mà tiêu diệt lại anh em trong hàng ngũ của mình đây là một điểm đau thương nhức nhối và điều này không ai có thể chịu đựng được hàng năm vào ngày này tôi khổ tâm vô cùng Hôm nay tôi sẽ mời tất cả các bạn nghe lại một cái bài mà tôi đã viết để khóc anh tôi hồi năm ngoái và một người đã đọc. Hôm nay tôi muốn dùng cái bài đó cho cái ngày lễ dỗ thứ bốn của anh tiếp của tôi. Xin mời các bạn lắng tai nghe một đoạn trong bút ký tôi phải sống nói về cái chết đau thương tức tử và đầy nhục nhã của dân biểu thiếu tá luật sư đặng văn tiếp đã bị tên trật tự bùi đình thi đánh chết tại chỗ vào buổi sáng âm u của ngày 2 tháng 5 năm 1979 tại trại tù Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa ở miền Bắc. Xin mời các bạn lắng tai nghe cái đoạn do một người đã đọc lại trong cuốn hồi ký của tôi. Hôm nay, ngày 2 tháng 5, là ngày cách đây 44 năm, anh Đặng Văn Tiếp, một thiếu tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là người anh kết nghĩa của tôi, bị tên sát nhân Bùi Đình Thi, một đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, làm trật tự trong nhà tù Thanh Cẩm, đánh chết tại chỗ trước mắt tôi. Lúc đó, một lũ cai ngục Việt Cộng và gia đình của chúng bu quanh hò hét cổ vũ anh Đặng Văn Tiếp đã chết ngay dưới gót chân của tên sát nhân Bùi Đình Thi vào buổi sáng sớm hôm ấy. Sau đó, tên sát nhân Bùi Đình Thi lôi xác anh Đặng Văn Tiếp, vất nằm chồng lên thân thể như cái thây ma bất đồng của tôi. Mặc dù đã 44 năm qua rồi, nhưng không năm nào mà ngày 2 tháng 5 này không hành hạ tôi. Sáng hôm nay, 2 tháng 5 năm 2023, ngày dỗ thứ 44 của anh. Tôi cố gắng viết bài này, in ra và đặt trước di ảnh của anh Đặng Văn Tiếp, thay cho nén hương khi tôi đứng khóc và đôi mắt của anh Tiếp trong tấm ảnh đang nhìn thẳng vào tôi. Để hiểu chi tiết câu chuyện thương tâm và đầy nhục nhã này, xin mời các bạn theo dõi một trích đoạn trong chương 12 của Bút ký, tôi phải sống dưới đây. Mà người thứ nhất. Hai tên trật tự Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát, mỗi người một bên nắm lấy cổ tay tôi kéo lê về trại. Lưng vào mông tôi lết trên đường đá cục, đau đớn không thể tưởng tượng được. Chúng kéo tôi thẳng vào sân trại và vứt xác tôi nằm ngửa trên nền xi măng của hội trường giữa sân. Nằm yên một chốc, tôi đi vào cơn hôn mê. Tôi chẳng biết mình mê man bất tỉnh như thế bao lâu, vì lúc đó tôi đã mất hết ý niệm về thời gian. Lúc chợt bừng tỉnh lại, tôi mở mắt ra và thấy Bùi Đình Thi đang cầm xô nước lạnh dội lên mặt tôi. Có lẽ những xô nước lạnh đó đã làm cho tôi tỉnh lại. Vừa thấy tôi cử động, Bùi Đình Thi vội đặt cái xô xuống và nhanh như con hổ sợ con mồi vuột cày mất. Anh ta nhảy chồm lên, hai tay túm lấy một cánh tay tôi kéo thẳng lên đồng thời dùng gót chân đạp một cách điên cuồng vào ngực, vào bụng tôi. Lúc đó miệng anh ta sùi bọt mép, nghiến răng trợn mắt nói như muốn hụt hơi. Mẹ mày lễ, ăn cơm không muốn mày muốn ăn cứt. Mày muốn chết tao cho mày chết. Cho tới ngày tôi chết, có lẽ tôi cũng không quên câu này của Bùi Đình Thi vì đó là lần đầu tiên tôi nghe một giáo dân chửi một linh mục bằng loài ngôn ngữ tục tằn như thế đánh đập chán chê bùi đình thi bỏ tôi nằm yên sau này mới biết anh ta quay sang thăm hai anh đặng văn tiếp và nguyễn sĩ thuyên đang nằm rải rác gần đó nằm yên một lúc tôi lại rơi vào cơn hôn mê một lần nữa cũng chẳng biết là kéo dài trong bao lâu. Khi bừng tỉnh lại, tôi thấy Bùi Đình Thi đang cầm hai chân tôi kéo lên các bậc thềm đúc bằng xi măng từ hội trường lên khu kiên giam. Lưng và đầu tôi va mạnh lốp bốp vào các bậc thềm. Sự đau đớn thái quá đó làm tôi bừng tỉnh lại và nhờ đó tôi mới chứng kiến được một cảnh tượng hải hùng khác cảnh bùi đình thi đánh chết anh đặng văn tiếp tại chỗ cảnh tượng này đã in vào tâm trí tôi như một hình xăm trổ trên da thịt cảnh tượng hải hùng tôi bị kéo vào lại buồng một nằm quay mặt ra cửa buồng này là nơi chúng tôi vừa đào tường vượt ngục đêm qua vừa quẳng tôi vô buồn Bùi Đình Thi vội chạy ra đẩy anh Đặng Văn Tiếp vào sân. Từ lúc ấy anh Tiếp bị đánh ở bờ sông cho đến lúc đó là bao lâu, tôi cũng không thể đoán được. Và anh Tiếp bị đòn nhiều ít thế nào, tôi cũng chẳng hay. Tôi chỉ biết lúc này trong anh còn khá hơn tôi vì còn đi đứng được. Chung quanh anh lố nhố một số cán bộ tôi nghe có cả tiếng phụ nữ chắc là vợ con cán bộ cũng chạy lên xem cảnh hành hạ tù vượt ngục lúc đó tôi không biết ai đã quật anh tiếp ngã xuống nhưng tôi thấy rõ bùi đình thi và chỉ một mình bùi đình thi mà thôi nhảy chồm tới vồ lấy anh tiếp hắn dùng hai tay túm lấy một tay anh tiếp kéo lên và đứng bên hông anh tiếp Hắn dùng gót chân dậm một cách điên cuồng lên ngực, lên bụng anh tiếp. Giữa tiếng chửi bới, cổ vũ hò hét điên cuồng của đám cán bộ Việt Cộng đứng vây quanh. Nằm nhìn cảnh ấy, tôi biết là anh tiếp không thể nào chịu nổi cú đòn hiểm độc này của Bùi Đình Thi. Một lúc sau, tôi nghe anh tiếp kêu lên thật to. Chắc con chết mất mẹ ơi! tôi không ngờ đó là câu nói cuối cùng của đời anh anh đặng văn tiếp đã chết ngay sau tiếng kêu đó không ai có thể ngờ được cuộc đời đã từng ngang dọc oai hùng của đặng văn tiếp một thiếu tá không quân của quân lực việt nam cộng hòa là một luật sư là một dân biểu quốc hội đã bị chấm dứt một cách đau thương tức tưởi như thế này vào một buổi sáng âm u ngày 2 tháng 5 năm 1979 trong nhà tù Thanh Cẩm. Lúc anh vừa 46 tuổi. Dĩ nhiên, chế độ Việt Cộng là kẻ chủ trương. Nhưng Bùi Đình Thi đã thay cho chế độ tàn bạo đó giết chết Đặng Văn Tiếp một cách thật giả man. Người Cộng sản ném đá giấu tay họ đã dùng tù giết tù nếu tôi không sống sót thì ai biết được để ghi lại thảm trạng đau đớn thương tâm và đầy nhục nhã này trong ngục tù cộng sản hôm nay ngồi nhớ lại cảnh tượng này lòng tôi đau nhói tôi có cảm tưởng như đang ngồi xem một đoạn phim chiếu những hình ảnh méo mó bình hoạn làm ruột tôi co thắt lại và tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi chợt nhớ lại một đoạn trong phim Quo Vadis mà tôi đã xem qua. Đó là cảnh một đám khán giả khát máu trong một hí trường thời cổ đại La Mã đang la hét điên cuồng cổ võ những con ác thú cắn xé các nạn nhân thiên chúa giáo bị kết án tử hình được vất cho chúng nhớ lại cảnh thương tâm này. Tôi phải ngưng lại để nói chuyện với anh Tiếp. Anh Tiếp ơi, giờ này oan hồn anh đang ở đâu? Anh có thấy được nước mắt, nước mũi của em đang chảy dài, ướt cả áo khi em ngồi đây viết lên những hàng chữ này không? Mỗi năm vào ngày dỗ của anh, em tắt nghẹn khi thắp hương trước di ảnh của anh. Nhưng chưa bao giờ em khốn khổ như lúc này Lúc mà em phải nhớ lại từng chi tiết về cái chết tức tưởi của anh Đánh chết anh Đặng Văn Tiếp xong Bùi Đình Thi lôi xác anh vào buồn Và vất chồng lên người tôi Lúc ấy tôi đang nằm như một thay ma bất động dưới lối đi Nơi mà mấy tháng trước đây đại tá công an hoàng thanh đã đi qua để nhìn mặt chúng tôi tôi nằm ngửa còn xác anh tiếp mềm nhũng nằm sắp lên người tôi trong tư thế đó tôi là người thân yêu cuối cùng có mặt để đưa tiễn anh đặng văn tiếp về bên kia thế giới xác anh tiếp thật nặng đè lên người làm tôi ngạt thở Tôi cố vùng vẫy, lật xác anh qua một bên để có thể hít thở, nhưng tay tôi không còn cử động được, và tôi cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi. Cũng may lúc đó có một cán bộ bước vào và tôi nghe tiếng của Bùi Đình Thi nói Thằng Tiếp nói chết rồi. Cán bộ ra lệnh. Lôi xác nó lên. Bùi Đình Thi lôi xác anh tiếp lên bề xi măng, chỗ mà mọi ngày anh vẫn nằm. Nhờ đó tôi không bị chết ngạt. Lúc thấy tôi còn cử động và co đầu gối lên tựa vào tường. Một tên cán bộ đã rút thanh sắt cài cửa buồn, đập mạnh lên đầu gối bên trái, làm chân tôi gập xuống. Chân trái tôi bị bại vì cú đòn đó. Lúc nằm dưới lối đi nhìn lên, tôi còn thấy được đôi bàn chân gầy gò, dính đầy bùn đất của anh Tiếp thò ra ngoài bề xi măng. Và đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy nơi một người anh kết nghĩa mà tôi hết lòng yêu quý và kính phục. Thương quá anh Tiếp ơi! Auckland, New Zealand 8 giờ sáng ngày 2 tháng 5 năm 2023. Giờ này anh Đặng Văn Tiếp chết 44 năm trước. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người em kết nghĩa của anh Tiếp. Thưa các bạn, cảnh đau thương mà nhục nhã này không ai có thể chịu đựng được nhất là khi người cộng sản đã dùng tù giết tù họ là những người chủ trương họ là những người đề xướng họ là những người khuyến khích nhưng cái đau thương đau đớn nhất cho cái số phận của người tù miền nam chúng ta đó là những anh em trong hàng ngũ quân đội, anh em trong hàng ngũ đồng cảnh ngộ với mình, là trở tay mà giết chết những người từ từng là chiến hữu, từng là cấp chỉ huy, và từng là những người mang màu áo, chiến đấu trong cái lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi trước kia. Đây là một điểm đau đớn không có thể nào chấp nhận được. Thưa các bạn, hàng năm đến ngày này tôi vô cùng đau đớn để cử hành cái lễ dỗ của anh tôi. Anh tôi chết không phải là vô ích. Anh tôi chết trong cái sự quật cường. Anh tôi chết trong cái sự phản kháng và chết trong cái sự quyết tâm của một con người miền Nam tự do muốn nói lên cái sự cái, 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 sự bất khuất của mình và chúng tôi chết trên cái quyết tâm đi tìm tự do. Rất tiếc là trong số những người vượt ngục hôm đó thì ngoài anh tiếp ra thì chết vào ngày 2 tháng 5 rồi 10 ngày sau thì Lâm Thành Văn cũng đã chết cũng vì trong tay buồn Thi vì bỏ đói và ngày đó tôi sẽ làm cái vỗ của Lâm Thành Văn sau và tất cả anh em tôi giờ này á trong buồn 6 người vượt ngục vào cái đêm 2 tháng 5 năm 1979 đó, thì còn một mình tôi sống sót cho nên tôi xin tất cả anh em bạn bè khắp nơi hiệp ý với tôi để cầu nguyện cho những người xấu xấu đó cầu nguyện cho anh em tôi những người đã bỏ mạng trong tù vì cái lý tưởng tự do và bỏ mạng trong tù vì cái sự ác độc của chế độ và vì sự phản bội của đồng anh em đồng cảnh đây là một vết thương lòng rất đau lớn không phải cho cá nhân chúng tôi mà còn cho cái số phận dân tộc của ta nữa nhưng tôi nhắc lại điều này không phải để than quán không phải để trả thù không phải để nói lên cái sự quốc hận của mình nhưng nói lên cái điều này cho thấy rằng đó cái số phận dân tộc chúng ta đã nó rơi vào một cảnh bi đát như vậy. Nhưng trong tất cả mọi cái hoàn cảnh trong sách vở tôi nói rằng đó, hãy để cho bóng tối đi qua và cùng nhau hướng về nguồn ánh sáng bình minh của dân tộc. Tôi biết anh Đặng Văn Tiếp luôn luôn phù hộ tôi. Bởi vì như các bạn biết đó, anh đã mong tiếp là người đã trút hơi thở cuối cùng trên cái thân thể bầm dập của tôi và tôi nghĩ rằng luôn luôn trong đời tôi đó lúc nào cũng có anh tiếp phù trợ vì hôm nay nhân cái ngày lễ dỗ thứ 45 của anh tiếp tôi xin các bạn cùng với tôi chúng ta cúi đầu xuống cầu nguyện xin bông linh của anh tiếp và xin anh sống không chết thiên xin anh phù hộ cho cái nguyện vọng thiết tha của dân tộc Việt Nam chúng ta rằng đó, làm sao thoát khỏi ách độc tài cộng sản để đem lại cái tự do thanh bình anh mà mơ ước mà mơ ước anh không thành thì ngày nay chúng ta tiếp tục con đường đó để cho tương lai dân tộc của chúng ta tươi sáng hơn và để đánh dấu kỷ niệm 45 năm ngày anh qua đời tôi xin đánh những tiếng chuông sau đây tiếng chiên sau đây để hồi tưởng lại những năm tháng mà anh tôi đã từ giả cuộc đời này. Anh Tiếp ơi, những tiếng chuông này để nhắc lại cái số năm anh đã từ giả cuộc đời. Anh đã ra đi để lại tiếc thương trong lòng bao nhiêu người Hôm nay, cũng rất nhiều người chia sẻ với em trong ngày cơ hội đau thương này. Em xin đánh lên 45 tiếng chuông để kỷ niệm 45 năm anh đã từ bỏ cuộc đời này. Xin anh sống không chết thiên, hãy phù hộ cho quê hương dân tộc Việt Nam chúng ta. Em đánh lên 45 tiếng chiên để kỷ niệm 45 ngày anh từ giã cuộc đời trước giảng của anh và trước tất cả bạn bè theo dõi cầu nguyện cho anh được siêu thoát và xin anh cũng nhớ phù trợ cho em và cho tất cả người thượng trí đang tiếp tục con đường tranh đấu của anh khi chúng em còn sống lại trên mặt đất này. Các bạn thân mến, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái ngày dỗ thứ 45 của anh tôi là dân biểu Đặng Văn Tiếp. Và chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã dâng lời cầu nguyện cho hồn của anh tôi được siêu thoát. Và tôi tin chắc rằng anh tôi cũng sẽ cầu nguyện rất nhiều cho quê hương và dân tộc Việt Nam chúng ta. Xin thân ái mến chào, linh mục nguy hô lễ từ thành phố Auckland, New Zealand, trong ngày giỗ thứ 45 của anh kết nghĩa của tôi, thiếu tá dân biểu Đặng Văn Tiếp.